Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Không kích thành phố sát NATO, bước đi toan tính nhưng cũng đầy nguy hiểm của Nga tại Ukraine. Nhân chứng cho biết nhiều tiếng nổ đã vang lên ở thành phố Lviv, miền Tây Ukraine vào khoảng 6 giờ sáng nay, sau loạt còi báo động không kích. Còi báo động không kích đã vang lên ở Lviv vào ngày thứ ba liên tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên các vụ nổ thực sự đã xảy ra. Thị trường Lviv ông Andriy Sadovy cho hay lực lượng Nga đã phóng 8 quả tên lửa vào Trung tâm An ninh và gìn giữ hòa bình quốc tế. Trong khi đó, thống đốc tỉnh Lviv cho rằng đòn không kích được thực hiện bởi tên lửa hành trình phóng từ máy bay của Nga trên biển Đen và biển Azov. Được biết vị trí của Nga tấn công là trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine từng có sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài, trong đó có quân nhân Mỹ và Canada. Đây cũng là địa điểm thường diễn ra những đợt diễn tập chung giữa binh sĩ Ukraine và các nước thành viên NATO. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng xác nhận tấn công căn cứ Trung tâm Hòa bình và Quốc tế, nhấn mạnh đòn không kích đã tiêu diệt 180 lính đánh thuê ngoại quốc và phá hủy lượng lớn khí tài được nước ngoài chuyển cho Ukraine. Vụ không kích cho thấy Nga đang đẩy mạnh các cuộc tiến công ở phía tây Ukraine sau hơn 2 tuần chỉ tập trung công kích vào các mục tiêu ở miền Bắc, miền Nam và miền Đông nước này. Thành phố Lviv là điểm trung chuyển cho hàng triệu người tị nạn trên khắp Ukraine tới các nước láng giềng. Vụ tấn công Trung tâm Hòa bình và Quốc tế diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo quân đội Nga có thể nhắm mục tiêu vào đoàn xe chở vũ khí phương Tây đang cung cấp cho Ukraine. Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng bơm vũ khí cho Ukraine từ một số nước vừa là động thái nguy hiểm, vừa biến những đoàn xe này thành mục tiêu chính đáng. Ông Ryabkov nói, nhiều nước phương Tây đã cấp tập truyền vũ khí hiện đại với hàng nghìn tên lửa chống tăng và phòng không cho Ukraine, chủ yếu qua cửa ngõ ở phía tây nước này. Quân đội Nga ngày 12 tháng 3 cũng tấn công loạt mục tiêu ở miền tây Ukraine, sân bay Luz ở tây bắc Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 112 km, chịu một số thiệt hại. Thống đốc vùng Volin cho hay một oanh tạc cơ của Nga đã phóng bốn tên lửa vào sân bay, khiến hai người thiệt mạng. Việc Nga bắt đầu quay hướng tấn công miền Tây Ukraine, nơi giáp biên giới nước thành viên NATO, là một động thái có tính toán của Moscow. Thẳng tay tấn công tại phía Tây Ukraine, Nga đang muốn gửi thông điệp tới phương Tây rằng họ sẽ không nhượng bộ tại Ukraine. Hiện Mỹ, Ba Lan và NATO đang bất đồng trong việc viện trợ chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Vladimir Zelensky. Ba Lan đã sẵn sàng chuyển giao MiG-29 cho Ukraine để đổi lấy F-16 từ Mỹ. Tuy nhiên, cả Warsaw và Washington đều không muốn trực tiếp chuyển chúng cho Kiev vì lo ngại Nga sẽ đáp trả. Điều này cho thấy Mỹ và NATO vẫn có những động thái e dè sự trả đũa mạnh mẽ của Nga trước đó mỹ và nato tuyên bố không lập vùng cấm bay cũng như triển khai quân tới tham chiến tại ukraine nắm bắt được điều này giúp nga càng ngày càng cứng rắn hơn khi liên tục bao vây và tấn công hầu hết các thành phố lớn của ukraine nhằm buộc kiev khuất phục tuy nhiên việc tấn công vào những thành phố sát biên giới nato cũng đặt nga vào vòng nguy hiểm nếu như vì lý do nào đó bom đạn của nga lao xuống đất của thành viên nato NATO đang đồn trú một số lượng lớn binh sĩ bao quanh biên giới của Nga. Hiện Mỹ đang có 12.000 quân đang đóng tại đây và họ sẽ nhanh chóng tăng lên con số 24.000 binh sĩ trong vài ngày tới. Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng Mỹ và NATO sẽ đáp trả Nga ngay cả khi điều đó có thể dẫn tới Thế chiến thứ ba nếu một thành viên của NATO bị Moscow tấn công. Chiến dịch quân sự đặc biệt được Moscow phát động đã bước sang ngày thứ 18 Nga đang tiến đánh mạnh mẽ trong khi Ukraine vẫn kháng cự ác liệt. Bộ Quốc phòng Anh hôm 12 tháng 3 cho biết lực lượng bộ binh Nga đang cách trung tâm Kiev khoảng 25 km, có thể bao vây thủ đô của Ukraine trong vài ngày tới. Lực lượng Nga cùng dân quân ly khai hiện kiểm soát thành phố Kherson và một số thành phố nhỏ ở miền nam, đông nam Ukraine, bao vây Mariupol, Kharkiv và đang nỗ lực tăng áp lực với các mục tiêu lớn hơn.